Rồi chào anh em nha, hôm nay là sáng 28 tháng 3 năm 2022. Sáng nay mình lên cho anh em một cái nòng quay thái 110 đời 99. Nòng 110 đời 99 nha nè. Nòng chữ KFL nhỏ nè. Đó. Nòng này là nòng quay thái 110 99 semi zin, đang bích tông cốt 3, bao im bao xài. Mình bán cho anh em cái nòng này quay thái 110 đời 99 cốt 3 này, mình bán có giá là 950. Anh em nào chốt alo mình qua số điện thoại là 0933996332 ha. Nòng đẹp, nguyên zin, sơ mi zin, lòng chưa vớt hạ, lòng chưa qua tẩy rửa quá chắc, chưa đánh này kia, nói chung là các kiểu, không lỗi, không cong, không sức mẻ, bao các kiểu, bao đủ thứ. Nòng này nòng cốt 3 nha anh em, bích tông cốt 3, đẹp, bích tông KFL cốt 3 luôn, bao xài bao im nha anh em, về chạy liền. Cái nòng này mình bán có giá là 950, anh em nào chốt alo mình qua số điện thoại là 0933996332. Nòng quay thái 110 đời 99.